Kính thưa gia đình chủ hôn và kính trình họ hàng nhà gái, qua thời gian quen biết của cháu Văn Thái và Bạch Trinh, hai cháu nhận thấy có tâm đầu ý hợp và đặc biệt là không thể thiếu nhau, và được sự thống nhất của hai gia đình, hôm nay nhà trai chúng tôi cũng đã chọn được ngày lành tháng tốt là đem lễ vật để cáo gia tiên tiến hành xe duyên cho hai cháu. Như con nghe Bu nói là quen vào cái dịp Trung thu Tết hay sao ấy? Gặp nhau mùi tinh tinh ái lùng lốp xe đêm 30 Tết. Lần đầu gặp nhau lùng lốp xe. Ông Bu là hay ở trên đầu xóm mê bà này rồi. Rồi có một thời gian cũng tán tình đỏ đưa và cuối cùng cũng đến được với nhau đến bây giờ. À, con nghệ đi ra đẹp trai. Nói chung Bu con trai cô thì rất là thương mẹ, rồi cũng biết lo làm ăn. Đấy, anh Bu là một người vừa hài hước vừa dễ thương, lúc nào cũng luôn vui vẻ và hòa đồng với mọi người. Em thấy là hay thức khuya ăn đêm, muốn hay ăn đêm mà cùng xúc nữa, kêu chú đệ hay cùng xúc nữa, cọc lắm, cọc tính, đẹp trai, đẹp trai, phong độ, nói chung là rất là ok la, luôn tươi cười với mọi người. Chú rể hay dằn dơ lắm, 16 là chú rể dằn rồi, chú rể không bốc nữa. Không nói gì hết, kêu đẹp trai hay nhìn bầu không. Còn chị Trinh thì rất là hiền, ngoan hiền, dễ thương, thùy mị, lúc nào cũng cười thôi, ít nói nhưng mà rất là hiền, rất là dễ thương. Lúc thì nói quá nhiều, lúc thì nói quá nhiều, lúc thì hơi ít nói. Đẹp gái, dễ thương, đúng rồi, quan trọng cao, đẹp gái, dáng đẹp, dễ thương. Thôi thì em chúc anh Thái sau này vất vả hơn. Cũng người vào sinh ra tử của em mà. Nói chung là em chúc hai anh chị hạnh phúc. Là hôm nay em họ mình cưới thì chúc em và cô dâu sinh năm hạnh phúc, có cháu sớm, cho anh bế. Thành phần lễ vật của nhà trai mang đến là cũng đã đầy đủ hết. Nhà gái chúng tôi là cũng đã nhận cái phần lễ vật rồi. Trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc, sớm sinh quý tử nha. Làm gì được đó, quà thì hồi sáng chứ cho rồi. Các cụ cũng đã có câu, chim khôn thì chọn cằn cao mà đậu, mà gái khôn thì tìm trai đôn hậu để nhờ. Chúc đi liền cá, bạc thầu tao lậu, vĩnh kích thùng sắm, rất bốn man lì, man xì sinh gì, phát tố tố, phát tài trời ha. Rồi, vô đem dùm nha. Dạ ta chỉ là xin hả? Dạ. Dạ. Không nha. Dạ vâng ạ. Về đúng ăn giúp chồng nha, mình chồng cũng là vợ nha. Em cảm ơn cô. Dạ. Chúc hai em là trăm năm hạnh phúc, luôn cùng nhau nắm tay nhau, nắm chặt tay nhau, đi đến cuối con đường, và luôn yêu thương lẫn nhau. Sớm sinh quý tử nha.
cho nhà đông vui cháu. Chúc hai con hạnh phúc, nghe lời cha mẹ nha. Rồi vui vẻ, hòa đồng trong gia đình. Thương yêu nhau thật nhiều nha, luôn thương yêu nhau. Mẹ gửi lời cho con dâu với con trai thì chúc hai con trăm năm hạnh phúc. Luôn yêu thương nhau, đùm bọc lẫn nhau, lúc khổ lúc sướng đều phải có nhau. Sanh cho mẹ cháu trai hoặc cháu gái cũng được. Cháu gái thì càng tốt. Chúc cho Bạch Trinh với lại anh Bu là luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn nhường nhịn nhau, chia sẻ với nhau và sẽ có một gia đình nhỏ, sau đó sẽ nối tiếp là một gia đình lớn. Chúc cho hai anh chị trăm năm hạnh phúc đầu bạc răng long. Chúc hai anh chị trăm năm hạnh phúc. Cảm ơn em. Hai chị vô đi gấp đôi nha. Chúc cho hai đứa mãi mãi hạnh phúc, giàu ú sụ. Chúc sinh nhà vô lạnh đau thẳng đó. Và được sự thống nhất của hai gia đình và chính quyền địa phương, hôm nay hai họ chúng tôi tiến hành buổi lễ tân hôn cho hai con chúng tôi. Đó là lý do của buổi trưa hôm nay. Và thay mặt cho gia đình cũng xin chân thành cảm ơn đến quý vị khách quý cũng đã bỏ chút ít thời giờ bàn học để đến tham dự buổi lễ tân hôn hôm nay, cũng như mang những lời chúc tốt đẹp đến cho cô dâu. What you do?